Chiều ngày 7 tháng 5, ông Bùi Việt Thảo, trưởng công an xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Hải Lăng truy tìm đối tượng dùng mã tấu chém vỡ kính xe chở đất, đe dọa tài xế vào sáng cùng ngày. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 5 tại thôn Tân Xuân Thọ, xã Hải Trường. Thời điểm này, anh PVH, 37 tuổi, đang điều khiển xe tải chở đất sang lấp cho một công trình tại thôn Tân Xuân Thọ thì bị một thanh niên lạ mặt đi xe máy chặn ngang đầu xe. Thanh niên này sau đó xuống xe, rút mã tấu giấu dưới yên xe, rồi tiến tới đe dọa tài xế, chém vỡ kính xe. Vụ tấn công khiến anh H bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Sau khi sự việc xảy ra, thanh niên nói trên rời khỏi hiện trường. Theo lời kể của anh H, trước khi đối tượng lạ chém xe của anh khoảng 5 phút, đã có một người khác dọa dẫm, dùng xẻng tấn công anh. Ông Lê Đức Thịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hải Lăng cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, đã chỉ đạo công an, chính quyền địa phương phối hợp, nhanh chóng làm rõ vụ việc.